Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kbiz 24 giờ, kênh cập nhật nhanh nhất tin tức về các sao Hàn. Ngày hôm nay có thông tin gì hấp dẫn? Chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Vài tiếng trước khi Blackpink trở lại, YG Entertainment đã thông báo thành tích cực đỉnh của 4 cô gái trong mảng album, điều mà chưa một nhóm nhạc nữ K-pop nào làm được như Blackpink. Và cũng trong sáng ngày hôm nay, kênh YouTube chính thức của nhóm nhạc nữ nhà YG cán mốc 49 triệu lượt đăng ký như ăn mừng đón loạt thành tích mới. Cụ thể, full album đầu tay mang tên The Album của nhóm đã vượt mốc 1 triệu bản đặt trước trên toàn cầu. Tại Hàn Quốc, số đơn đặt trước đĩa này lên đến 670.000 bản. Lượng pre-order ở Mỹ và châu Âu là 340.000 đĩa. Bản LP đặc biệt sản xuất với số lượng giới hạn của Blackpink đã bán hết 18.888 đĩa. Đây là album có lượng đặt trước cao nhất của một nhóm nữ K-pop. Nhờ đó, Blackpink thành nhóm nữ Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử có hơn 1 triệu bản pre-order. Được biết, full album đầu tay của Blackpink có 4 phiên bản và 1 bản LP đặc biệt. Phiên bản nhạc số của The Album phát hành vào ngày 2 tháng 10, còn đĩa cứng lên kệ sau đó 4 ngày, ngày 6 tháng 10. Tuy nhiên, một số fan đã được chiêm ngưỡng hình ảnh thật của album này. Thiết kế đĩa cứng dày dặn, hứa hẹn trong đó có rất nhiều nội dung thú vị, thỏa mãn được niềm mong đợi của Blink sau 4 năm chờ đợi full album. Hôm nay, album đầu tay trong 4 năm sự nghiệp của Blackpink The Album sẽ chính thức trình làng vào lúc 11 giờ theo giờ Việt Nam. Cận kề giờ G, nhóm nhạc nữ nhà YG lại vừa có thêm một kỷ lục mới nữa khi kênh YouTube chính thức của nhóm cán mốc 49 triệu lượt đăng ký, sắp sửa nhận được nút Ruby. Như vậy, với thành tích này, nhóm nhạc nữ nhà YG hiện đang xếp vị trí thứ 2 trong danh sách top kênh YouTube của nghệ sĩ có nhiều lượt đăng ký nhất trên thế giới. Chưa đầy một tuần trước, kênh YouTube của Blackpink đạt con số 48,6 triệu và chính thức vượt mặt ngôi sao Marcelo để giành lấy vị trí thứ 2 trong danh sách này. Ấy vậy mà đến hiện tại, Blackpink nhanh chóng chạm mốc 49 triệu. Có thể thấy rằng hiệu ứng từ màn comeback với full album đã giúp kênh YouTube của Blackpink như gắn tên lửa để đua top 1 vậy. Hiện tại với con số 49 triệu này, Blackpink xếp sau duy nhất Justin Bieber là 57,3 triệu. Vốn dĩ chưa đầy 2 tháng trước, sau thành công của bản hit How You Like That, kênh YouTube của Blackpink nhanh chóng đạt được 42,2 triệu lượt đăng ký, đứng thứ 5 trong danh sách kênh YouTube của nghệ sĩ có nhiều lượt đăng ký nhất trên thế giới và thành nhóm nhạc nữ có lượng đăng ký kênh YouTube nhiều nhất thế giới. Và giờ đây có thể thấy rằng Blackpink đang thăng hạng chóng mặt. Rất hy vọng rằng màn ra mắt album hoành tráng cùng với bài title Love Sticker, các cô gái Blackpink sẽ có bước nhảy vọt ở hạng mục YouTube. Theo thông báo từ FN Guider, công ty cung cấp thông tin tài chính cho các nhà đầu tư, thu nhập dự toán từ các kênh YouTube nghệ sĩ Hàn Quốc trong quý 3 năm 2020, gồm tháng 7, tháng 8 và tháng 9 trong năm nay, thì kênh YouTube của Blackpink thu về khoảng 63,3 tỷ đồng, đứng đầu bảng thống kê với một con số vượt trội. Không chỉ thế, FN Guider cũng dự đoán rằng ngay cả khi YouTube lấy 30% từ phí lợi nhuận của họ, thì các cô nàng nhà YG vẫn sẽ kiếm được hơn 396 tỷ đồng mỗi năm chỉ thông qua kênh YouTube. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Kbiz 24 giờ. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để luôn cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày đến từ chúng mình nhé.